Từ cục đá đó đó, cục đá bên đó bò qua, người ta đang cúng ỉa đá trong quần luôn đó. Trời ơi. Mọi người lại đến với kênh Phiêu Bạc Miền Tây. Thì lần này khám phá một nơi rất là kỳ bí, đó là núi Cô Tô. Và nơi đây có một cái hang động thờ ông Mây. Thì nhiều lời đồn đại về ông Mây khổng lồ ẩn tu ở núi Cô Tô. Qua lời kể của cô Chính thì mình sẽ mời bà con để vào hang ông Mây để khám phá nha bà con. Thì mời bà con. Trước khi bước vào hang ông Mây thì ở phía trước này thì có rất là nhiều tảng đá có hình thù rất là đặc biệt. Thì mình sẽ quay vào phía bên trong hang để cho mọi người xem và khám phá hang Mây như thế nào nha. Thì mời bà con và mọi người đi vào trong hang. Phía trên đây thì có cái dầu đá rất là lớn. Đây là phía trước hang của ông Mây. Thì mình mời mọi người vào bên trong để khám phá nha. Trước khi bước vào hang thì hang của ông Mây thì không được cao lắm nha. Mọi người đi vào thì có thể là phải khòm xuống để mới có thể thấy được. Nhìn nha. Giờ này thì âm thanh giờ này thì cũng rất là tối nha, bởi vì mọi người thông cảm nha. Phía trước này có những cái ba lư hương. Bước chân mình đây thì đang lấy hương để mà dâng để mà cúng. Đây là xung quanh khung cảnh ở phía trong hang ông Mây bà con. Quá sâu, quá lớn luôn rồi. Mình đang tìm cách để mình đi xuống phía dưới này. Đây, đây là khung cảnh xung quanh hang ông Mây. Đây, phía bên này là hang của ông Mây. Hôm nay là phía bên đây rất là sâu và lớn nha. Cái đường xuống hang ông Mây rất là khó khăn nha bà con. Thì nếu mình muốn đi xuống đây thì phải đi cẩn thận, đi qua một cái khe đá như thế này nè mình mới đi xuống được. Hổ bạch hổ hay là hổ vàng? Bạch hổ. Là ngày xưa hai ông về đây ha? Dạ. Ở núi Cô Tô mình luôn ha? Ở đây luôn. Dạ. Người ta thấy ông hổ thật luôn hả ông ha? Thấy có duyên đó chú. Dạ. Là thấy sao cũng như bữa cái đoàn mà ở Vĩnh Long đó, dạ. Còn cái đó có cô có thấy đó,
đó là cảnh cáo cổ đó chú ơi. Được rồi, làm sao nghe ông hai? Bởi vì ông lên đây mà cố ấy không có trình sơn thần, tôi mới cô kêu cô ơi, tôi lên trình sơn thần đi. Nín hình, 4-5 người giáp đồ lên trển làm trển. Rồi chạy xuống ôm lỗ tai, rồi chạy xuống khóc. Wow. Lên đây mình trông thầm thần thánh chút xíu, mình trình cái sơn thần có gì đâu mà lâu lắc gì. Chút xíu à. Dạ. Mấy con lại chui vô. Chui vô cái thằng đó. Tới đó đừng có vô nữa. Chứ thật ra vô tàu cũ sâu lắm. Sâu dữ lắm. Dữ lắm. Đi không hết. Đó, đi không luôn. Hết đâu. Dạ, đi không hết luôn. À, rồi cái đó có khi có một cái nhánh qua bên đây là chỗ qua cái hang dơi bên đây nè. Hang dơi ở. Dạ. Như là nhiều ngã ngắt lắm không ạ? Ồ, cái núi này đó của các bạn ta ở, một núi tô mà. Dạ. Nãy có chú hai kia kêu con bước xuống tới cái bậc hang, kêu con quay trở lên đi, kêu con đừng xuống nữa. Ờ, đừng xuống. Con cũng sợ, không biết làm sao quay xuống đó rồi, xuống. Có sao không? Không có, có gì chân á, có mấy cũng như là tính thương liên ta là ta ở đó, ta thịnh. Người ta không cho mình xuống. Ờ, ta tu quá. Yeah. Không cho mình xuống làm này cái đó. Dạ. Yeah. Là kêu mấy ông dài đó. Là các đấng thiên liêng là mình kêu mấy ông dài đó. Là dạ. Ông may đó nha. Ờ, may. Con xuống tới dưới. Là ông may, ông hổ ở dưới luôn. Dạ. Nhiều lắm ở đây, nhiều lắm. Wow, ông may lớn ông em ha. Cũng có lớn có nhỏ, vì mình không biết rồi đó là có một ông đi qua bên đây. Từ cục đá đó đó. Cục đá bên đó bò qua, người ta đang cúng đó. Ỉa đái trong quần luôn á. Trời ơi, bò mà. Bự. Mà ông đâu có... Bự. Mà đâu có ăn mình. Dạ. Hồi nào ông may ông có hại ai chứ. Ờ, sống cái trên đất thiên liêng này ta tu hết trơn rồi. Dạ. Là ông hay gặp luôn ha. Ừ. Tu thì hồi nào giờ chưa gặp. Ông đi gió là thấy gió chứ. Dạ. Không thấy ông. Dạ. Thì nhìn quá mà. Ông đi gió không còn, à. Còn cái ông mà bò ngang đây là ai gặp không ha? Thì mấy cái chú đi cúng. Dạ. Là vô trong hang, hang dơi đó. Qua bên hang dơi ha. Ờ. Bà ngang cỡ bà lớn hay trời. Nó vươn lên thì cao mấy hơn con mình. Tò mò, mấy tuổi trẻ nhưng mấy con. Dạ. Tò mò lắm. Nó vươn lên là đi là có gió đó. Dạ. Là cách đây bao lâu rồi không? Cũng gần đây hả? À? Mới đây luôn. Ừ. À. Wow. Năm trong năm rồi hay năm trước nữa? Mới có đây 1 tháng mấy, 2 tháng nay. Trời, à. Rồi. Trời ơi. Trời ơi. Chúa ơi. Luôn rồi. Ừ. Có duyên mới thấy. Có duyên dữ lắm ha. Ừ. Mà lý do tại sao mấy ông cho mình thấy? Thấy là tất nhiên là người ta cảnh cáo mình đó. Là cảnh cáo là mình có lỗi gì đó là mới hiện cho mình thấy. Dạ, không cho mình lấy sai phạm nữa đó. À, vì là những người có lỗi mới thấy chứ không phải là có duyên. Dạ, mình. Có duyên thì mình kêu là có duyên á. Dạ. Chứ không đâu có lỗi. Dạ, dạ. Gọi là duyên đó ha. Ừ. Dạ, dạ, vậy là mấy con mới hiểu. Nào giờ mấy con cứ nghĩ là có duyên có nghĩa là may mắn á. Ừ, may mắn mà gặp ổng. Dạ, như vậy có nghĩa là ai có tội. Ờ. Là ổng mới nhắc nhở đó. Nhắc nhở. Ừ. Để tu thăng lại hay. Nghe nói, con nghe nói là gặp mấy ông dài với ông hổ là xui dữ lắm rồi đúng không? Không có chứ. Có đừng nghĩ vậy. Có xui không? Tại vì có người mấy, nói như vậy. Mấy con nghe thôi. Tâm mình thôi. Nghĩ xui thì xui. Dạ. Tâm mình nghĩ không xui là không xui. Dạ. Đó. Nhiều người gặp ổng hơn. Dạ. Đó mà nói vậy đi. Đừng giải nghiệp. Ông hai có lần nào thấy hai ông đó chưa? Không, không thấy. Còn cái tôi ở bên núi Tà Phạ đó. Dạ. Liền sẽ bóc. Hạn nhất là tháng 2, tháng 3. Hoài luôn. Dạ, mấy ông đi ra uống nước. À, bên hồ Tà Bạ hay là... Dạ, thì đó đó, thì bên núi, trên bên đó đó. Là xuống chỗ hồ Tà Bạ đó. Uống nước luôn không hay? Không có, nó xuống mấy cái dũng ở trên núi thôi, chứ không có xuống chỗ đó. Dạ. Hồi đó, chỗ đó đâu có dũng. Ta làm sau này... À, ta đánh đá. Ta làm sau này, ta mới chứa nước á. Dạ. Chắc cũng có duyên lắm mới thấy luôn. Ở đất tình đường này, chỗ chùa Miễu. Thì coi như nó là thiên liêng. Còn bên bển thì coi như là tháng 2, tháng 3 là xuống uống nước. Dạ. Kiếm nước uống. Dạ. Tháng đó bị hạn, không có nước. Còn mấy tháng này là mấy ông đang tu? Tịnh tu hết. Ở nước ở trong hang không em? Trong hang không. Dễ gì kiếm được. Tịnh tu hết. Hổ cũng vậy. Ông hổ vẫn còn. Wow. Ở đây thấy vậy chứ nhiều lắm chú ơi, mà ngặt thì mình không phát giác được. Đã đâu có cho mình thấy đâu mà ấy. Câu hỏi cái hang ông hổ ở trên đỉnh núi với cái hang ông hổ như này có thông với nhau không? Không, cái trên mẹ hổ đó là chú Sơn Lâm cũng có cái hang nữa, cái lỗ lớn như này ở sau cái đuôi đó. Dạ. Cũng sâu. Mà trên đó ông chúa. Ờ, chúa. Là mẹ hổ chứ không phải ông hổ. Mẹ hổ. Ừ.
hổ hổ bà, Hổ bà. gọi là hổ bà, Bà chú Chúa Sơn Lâm đó, bà bà chúa chúa, bà chúa Sơn Sơn Lâm, Lâm bà chúa là hổ bà. Là bữa nay mấy con mới hiểu luôn là bà chúa Sơn Lâm là bà hổ. người ta trên trên đỉnh người ta gọi điện bà là cái đó lên trên đó là Ngọc Hoàng. Điện Ngọc Hoàng. Ồ, chú lên có đẹp lắm. Là con lên tới rồi, Đẹp. nó xuống nó thấy hang ông hổ bên kia rồi. Xuống chỗ nào ta thờ ra chú đừng xuống nữa. Đừng có xuống. Còn qua chỗ thờ là không xuống nữa, Quá, đừng nên xuống. có nghĩa là đến cái chỗ nào có lư hương thì mình Đó, xuống. cúng chỗ đó rồi mình ra. Là vị trí an toàn đó, Ra an toàn. tại vì con xuống xuống cái hang đó Biết nữa là đâu còn thí có dụ một mà mình có lên máu hay hoặc mình bị tim là cái nọ giật mình cái rồi lật ngang à. Ghê đó. có nghĩa là không có ai tiếp mình kịp thời lúc đó, Không có tiếp tiếp mình được, không không kia không thể tiếp nổi. không khi nào mà tiếp được, mấy ổng mà làm cầu là cái không ai mà tiếp được hết. Kêu lên. Mấy con cảm ơn nhiều dạ nha ông dạ hai. dạ chúc mấy con Cảm mấy ơn cháu ông về hai giờ sức khỏe ha. Chú ông hai giờ giờ Chú sức hai khỏe. về tất cả. Thưa ông hai mấy con về luôn. Là tưới nước bắt đầu là chừng khoảng nửa tiếng 1 tiếng nữa là dọn đồ về đó. Cuối cùng thì kênh Phương Bạc Miền Tây cũng kết thúc video ở đây, thì mong mọi người hãy luôn đồng hành và ủng hộ kênh của Phương Bạc Miền Tây nha bà con. Tạm biệt bà con anh Bức Tranh Miền Tây ơi, các vị quê. Bye bye bà con, hẹn gặp lại những tập tiếp theo.